À, Nghĩa xin được cảm ơn MC Thanh Thủy, MC rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? À, và cảm ơn hai bài chia sẻ của hai bạn trẻ mới có 24 tuổi trở lại, có nghĩa là mới U20 thôi. Và cái bạn ấy rất là tự tin. Cái điều đặc biệt ở đây là bạn ấy may mắn có được cái cơ hội. Các bạn ấy may mắn có được một cơ hội tốt, một con đường tốt. À, Nghĩa xin được gửi tới quý anh chị một cái câu nói như thế này: thành công không phụ thuộc vào vị trí hiện tại của bạn, không phụ thuộc vào vị trí bạn đang đứng, mà phụ thuộc vào con đường bạn đang đi, con đường bạn đang lựa chọn ha. Và đấy là sự thành công. Vậy thì hôm nay bạn là ai nó không quan trọng, hôm nay bạn là ai không quan trọng, quan trọng là 1 năm sau, 2 năm sau, 5 năm sau và 10 năm sau bạn là ai, bạn là như thế nào. Vậy đúng các anh chị, nếu như các anh chị đồng ý với cái thông điệp của Nghĩa thì hãy cho Nghĩa phím comment số số 1 đi ạ. Cho Nghĩa phím comment số 1. Các bạn hãy cho Nghĩa phím comment số 1 để Nghĩa có hứng thú chia sẻ. Rồi, tối hôm nay thì ngoài dự định, đúng là Nghĩa không tin rằng là bây giờ trên Zoom có được số lượng các anh chị, các cô chú đón nhận nhiều như thế. Và tối hôm nay với sự tin tưởng, với sự kỳ vọng của tất cả quý anh chị cô chú, thì Nghĩa không làm quý anh chị cô chú mất kỳ vọng ha. Vâng, cũng giống như MC giới thiệu, Nghĩa tên đầy đủ là Nguyễn Huy Nghĩa, và Nghĩa năm nay đã hợp tác với công ty Amway là đã 5 năm. Ở trong này thì xin hỏi các anh chị có bao nhiêu anh chị lần đầu tiên mới tới chương trình của Amway, còn là người mới á, người mới lần đầu tiên á, thì hãy cho Nghĩa là tự tôi ạ. Tôi là người mới ạ. Hãy comment cho Nghĩa là chữ tôi ạ. Thật nha, cho thật lòng nha. Người mới tinh luôn á. Bởi vì cái chủ đề tối hôm nay Nghĩa chia sẻ là rất là hay các anh chị nha, chủ đề rất hay. Đó. Rồi, ủa thật sao nhiều thế? Rất nhiều ạ, rất nhiều người mới ạ. Wow. Rồi, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay bằng công nghệ, bằng trái tim để chào đón những người mới, để chào đón những người mới và để chúc mừng những người mới họ đã có một cơ hội biết đến môi trường Amway ha. Rồi, Nghĩa xin chia sẻ chủ đề tối hôm nay nha. Cái Nghĩa sẽ xin chia sẻ slide. Rồi. Quý anh chị đã nhìn thấy slide chưa? Nếu như các anh chị thấy âm thanh tốt và hình ảnh tốt thì hãy cho Nghĩa tính comment số số 5. Âm thanh tốt và hình ảnh tốt cho Nghĩa tính comment số 5. Và chủ đề tối hôm nay Nghĩa xin gửi tới tất cả quý anh chị, đó là một cái chủ đề rất là hot. Chủ đề này chắc chắn sẽ hấp dẫn đối với tất cả chúng ta ha. Chủ đề đó là bứt phá mọi giới hạn, bứt phá giới hạn và tiếp bước thành công, bứt phá giới hạn tiếp bước thành công. Vậy thì chúng ta hiện tại chúng ta đang có những giới hạn gì? Tối hôm nay chúng ta sẽ thấy được chúng ta đang có giới hạn gì và chúng ta phải làm như thế nào để vượt qua cái giới hạn đó, để tiếp nối những cái FC, những cái Diamond, những Emerald, những người thành công của Amway ha. Rồi, vậy thì có phải là chúng ta trong trong cái mỗi chúng ta ở đây là ai cũng có ước mơ, ai cũng muốn thực hiện ước mơ, ai cũng có mục tiêu hết, nhưng mà khi mình ra cho mình một cái quyết định, có nghĩa là mình quyết định, mình tìm hiểu, thay đổi chính bản thân mình, nhưng mà không phải là ai muốn thay đổi thì cũng dễ dàng đúng không anh chị? Sẽ có những cái rào cản bên ngoài, những cái giới hạn ở bên ngoài mà chúng ta khi có giới hạn đó thì chúng ta không biết xử lý như thế nào. Cái này gọi là những cái thắc mắc mà các anh chị vẫn đang còn có hiện tại vẫn đang là bị dính bần đúng không ạ? Vậy thì điều đầu tiên á, Nghĩa muốn kiểm tra tinh thần của các anh chị, muốn kiểm tra tinh thần, tâm thái của các anh chị ha. Điều đầu tiên để đến với chương trình ngày hôm nay thì Nghĩa xin gửi tới một thông điệp, đó là chúng ta hãy hãy gì ạ? Hãy vui vẻ đúng không ạ? Tâm thái phải rất là vui vẻ, tâm thái phải tích cực, tâm thái vui vẻ tích cực. Vậy thì để vui vẻ tích cực thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải cười đúng không anh chị?
phải cười thật là tươi. Chúng ta có thể mở mic hoặc là có thể mở mở cam và chúng ta gửi cho nhau những cái nụ cười. Nụ cười đây là một cái thông điệp là trước khi thành công thì chúng ta phải cười. Đừng đợi đến thành công rồi mới cười, mà chúng ta phải cười để thành công. Nếu như mà ai mà không thể tiền mở cam thì chúng ta có thể dùng những cái nụ cười gửi lên ở cung chat. Bởi vì là sao ạ? Chúng ta cười tươi thì có tiền tươi, chắc chắn đó là một điều dĩ nhiên rồi. Cười tươi thì tiền tươi, mà cau có thì nghèo khó. Và đôi lúc làm bất cứ một công việc nào chúng ta cũng phải đi khác so với những người khác. Mà những người khác trước đây người ta nói với Nghĩa rằng là có sao ông này đôi lúc là có thể là ông điên điên khùng khùng hoặc là gì đó, nhưng mà chúng ta hãy kệ người ta, miễn làm sao mà điên điên mà có nhiều tiền là được, đúng không anh chị? Điên điên mà có những cái giá trị ở ngoài không bao giờ có, đúng không anh chị? Thì chúng ta hãy cứ làm theo những cái gì mà chúng ta thấy đó là một trạng thái thoải mái, đó là một tinh thần tốt, được không nào? Rồi Nghĩa sẽ đi cái live chương trình. Vậy thì để các bạn muốn thành công ở trong này thì ở đây những người nào mà chưa biết bài chia sẻ cơ hội hay là chính sách trả thưởng của Amway hay là những cái danh hiệu của Amway thì chúng ta hãy về kiểm tra lại, hoặc là liên hệ với cái người mà giới thiệu chúng ta vào đây để biết được những danh hiệu trong Amway. Vậy thì ở đây trong trong đây thì có trong Amway thì có hơn 20 danh hiệu, hơn 23 danh hiệu. Nhưng mà Nghĩa chỉ chiếu ở đây là khoảng 3 danh hiệu. 3 danh hiệu này gọi là cơ bản nhất. 3 danh hiệu này là cơ bản nhất. Và trong này thì có một danh hiệu đầu tiên, đó là Founder Latinum. Founder Latinum thì cũng là một 21% già mà thôi. Và danh hiệu thứ hai đó là Imro. Danh hiệu Founder Latinum thì có nghĩa là có doanh số đưa ra thị trường hơn 280 triệu, và nếu kéo dài 6 tháng thì gọi là Platinum, nếu nếu nhưng mà duy trì được 12 tháng thì gọi là Founder Latinum. Và một danh hiệu Founder Latinum thì các anh chị biết có thu nhập là bao nhiêu tiền đúng không ạ? Khoảng 30 đến 50 triệu. Và danh hiệu thứ hai đó là danh hiệu Imro. Khi chúng ta nắm bắt cơ hội Amway, chúng ta có xây dựng được thị trường trong Amway và chúng ta giúp cho ba người tuyến dưới của chúng ta, hay còn gọi là ba đối tác trực tiếp của chúng ta trở thành 21% và duy trì 6 tháng thì chúng ta được công nhận danh hiệu Imro. Danh hiệu Imro là một trong những danh hiệu xóa đói giảm nghèo trong Amway, có thu nhập tầm khoảng 70 đến 100 triệu là hàng tháng. Ngoài ra thì trở thành hoa hồng cổ đông của Amway Việt Nam. Và danh hiệu thứ ba đó là danh hiệu Diamond. Danh hiệu Diamond là một viên kim cương trong Amway. Các anh chị nếu giả sử như các anh chị muốn trở thành một Diamond trong Amway, các anh chị chỉ cần tìm ra 6 người là đối tác trực tiếp của chúng ta và giúp cho họ hiểu Amway và họ xây dựng được một hệ thống, xây dựng được một đội nhóm có doanh số đưa ra thị trường là khoảng trên 280 triệu và duy trì 6 tháng, hay còn gọi là một Platinum, thì chúng ta được công nhận là danh hiệu Diamond trong Amway. Vậy thì một Diamond trong Amway có thu nhập bao nhiêu ạ? Khoảng 100 đến 200 triệu, đó là tiền thu nhập hàng tháng. Ngoài ra thì thu nhập theo năm và hoa hồng cổ đông của Amway toàn cầu và còn rất rất nhiều giá trị khác. Vậy thì ở trong này Nghĩa chỉ đưa ra ba danh hiệu cơ bản, và chúng ta trong số chúng ta muốn cái danh hiệu nào, chúng ta muốn danh hiệu nào ở trong ba danh hiệu này thì chúng ta hãy comment, chúng ta hãy comment ở khung chat. Nếu các anh chị muốn trở thành Founder Latinum thì các anh chị chỉ cần là đánh số A, đánh chữ A. Các anh chị muốn trở thành Imro thì chúng ta sẽ là comment là B. Và chúng ta muốn trở thành một Diamond trong Amway thì chúng ta comment ở phía dưới là tôi đó, trở thành là tôi trở thành Diamond thì chúng ta chỉ cần là comment ở phía dưới là tôi. Và trong này có rất nhiều người không muốn ba danh hiệu này và họ muốn những danh hiệu cao hơn nữa, đó là Founder Crown Basel, đó là FC, một trở thành FC giống như những người thầy của chúng ta. Và để trở thành một FC thì chúng ta phải xây dựng cho chính bản thân mình đó là 20 nhánh ngang hoặc là 14 nhánh sâu, và có những cái ở phía dưới nhánh sâu thì chúng ta phát triển theo hệ thống theo chiều sâu, thì chúng ta tính theo điểm, tính theo điểm của công ty đưa ra và chúng ta sẽ trở thành danh hiệu là FC của Amway. Vậy thì chúc mừng cho tất cả những người
những anh chị mà đã có cho mình những lựa chọn riêng, không bắt buộc các anh chị là phải lựa chọn cái này hay cái khác, nhưng mà ở đây Nghĩa muốn gửi các anh chị đó là chúng ta chỉ có được giá trị, chúng ta chỉ có được danh hiệu khi chúng ta muốn, đúng không anh chị? Chúng ta chỉ có được giá trị, chỉ có được danh hiệu khi chúng ta muốn. Nhưng mà Nghĩa nghe một người thầy của Nghĩa nói rằng nếu như chỉ ở mức độ muốn thì vẫn là chưa đủ các anh chị. Nếu như các anh chị vẫn ở mức muốn thì vẫn là chưa đủ, mà các anh chị phải là khát khao. Có nghĩa là tôi khát khao chứ không phải là tôi muốn nha. Lúc này là tôi khát khao đạt được những giá trị ABC, hoặc là tôi khát khao đạt được giá trị ABC trong Amway. Và Nghĩa thì cũng giống như các anh chị, mỗi người đều có những cái ước mơ và những mục tiêu riêng. Và mục tiêu của Nghĩa là Nghĩa đưa ra năm 2024, năm tài chính 2024, thì Nghĩa sẽ trở thành một diamond trong Amway. Nghĩa sẽ trở thành một diamond trong Amway các anh chị. Kết thúc năm tài chính 2024, Nghĩa chắc chắn sẽ trở thành một diamond trong Amway. Và hiện tại bây giờ Nghĩa đã xây dựng cho mình được 8 nhánh. Và ngày hôm nay Nghĩa đã mất công lặn lội rất là xa để lên thành phố Hồ Chí Minh, bảo trợ được một bạn trẻ là một kế toán trưởng của ngân hàng VIB ngay ở đường Cộng Hòa. Bạn ấy đang rất là khát khao cái cơ hội này, thông qua bạn ấy nhìn thấy cơ hội thông qua trên mạng Facebook của Nghĩa, và bạn ấy quan tâm. Và Nghĩa cảm thấy rằng mình đang có một cái, có trong tay một cái sứ mệnh, và có trong tay một cái công cụ, có trong tay một cái gọi là đang đi thực hiện phụng sự, có nghĩa là Nghĩa đang đi làm một sự phụng sự, đó là giúp cho tất cả mọi người, cũng giống như tất cả chúng ta đây, giúp cho tất cả mọi người ở bên ngoài họ đều có một sức khỏe tốt, một tinh thần thoải mái, một tinh thần tươi vui, và đặc biệt đó là một cơ hội giống như các bạn trẻ vừa rồi. Và chắc chắn rằng ai ở trong số chúng ta ngày hôm nay ngồi đây thì đều có mong muốn được những cái sứ mệnh, muốn thực hiện được những cái sứ mệnh giống như Nghĩa, giống như mà giá trị cốt lõi của công ty Amway. Và chúng ta đã chọn lựa cái danh hiệu mà mình muốn rồi, thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để đạt được cái danh hiệu đó, đúng không anh chị? Bao nhiêu anh chị muốn biết mình làm như thế nào để mà đạt được cái danh hiệu mà chúng ta muốn? Bao nhiêu anh chị muốn? Và nếu như anh chị nào muốn thì hãy cho Nghĩa phím comment số 9 để Nghĩa bắt đầu tiếp cái slide tiếp theo. Vậy chúng ta muốn đạt được những gì? Đạt được những danh hiệu mà chúng ta muốn thì điều đầu tiên chúng ta phải cần cái gì các anh chị? Điều chúng ta cần là gì ạ? Một, đó là gì ạ? Năng lượng, đúng không các anh chị? Năng lượng. Đầu tiên chúng ta muốn có ngân lượng thì phải có năng lượng. Thứ nhất đó là năng lượng, thì chúng ta hãy xem này, đây là cái bảng năng lượng Nghĩa tổng hợp được cho tất cả các anh chị. Và Nghĩa không phải là hôm nay là người là đi dạy các anh chị, mà Nghĩa chỉ là người tổng hợp, đúc kết là những cái gì Nghĩa học được cùng với những cái trải nghiệm của Nghĩa trong sự nghiệp, trong công việc, và Nghĩa muốn chia sẻ, đóng gói lại để chia sẻ cho tất cả các anh chị chúng ta tối hôm nay. Vậy thì để có được những giá trị mình mong muốn, đầu tiên đó là sự khát khao. Thứ hai, sau khi khát khao rồi các anh chị phải có năng lượng các anh chị. Năng lượng thì ở đây chúng ta sẽ xem. Để có được một năng lượng mà tốt nhất, hay còn gọi là sự sống, năng lượng là sự sống, thì chúng ta hãy nhìn về phía bên phải của màn hình các anh chị. Đầu tiên đó là sự hạnh phúc, thứ hai đó là bình an, thứ ba đó là yêu thương, thứ tư là biết ơn, thứ năm là chân thành, thứ sáu là dễ thương, thứ bảy là hài hòa, thứ tám là sự tha thứ, thứ chín là sự tôn trọng, và thứ 10 là sự cho đi, số 11 là xứng đáng. Bạn xứng đáng, bạn cảm thấy bạn xứng đáng đạt được những giá trị mà bạn mong muốn, đạt được thành tích bạn mong muốn. Đấy là những cái năng lượng mà tỏa tỏa lên một sự tỏa lên một cái gì đó, một cái điều gì đó, và giúp chúng ta có thể là có thể đạt được những giá trị mình muốn. Có nghĩa là chúng ta hãy đầu tiên là hãy nghĩ tới những năng lượng này, phát ra những năng lượng này, và gì ở bên ngoài thì vũ trụ đón nhận những cái năng lượng này, kết hợp với năng lượng của vũ trụ sẽ cho chúng ta thực hiện được những cái ý nguyện. Ở đây có một câu đó là chỉ cần bạn khát khao thực hiện
những cái điều bạn mong muốn, thì ngoài sự nỗ lực của bạn, ngoài năng lượng của bạn, thì vũ trụ sẽ mang những cái năng lượng tốt để hỗ trợ các bạn ha. Và những ai có những cái năng lượng mà tiêu cực, năng lượng tiêu cực ví dụ như sự sân hận này, đúng không ạ, sự đố kỵ, sự ganh ghét, sự oán trách, sự bực bội, bực tức, khó chịu, à đúng không ạ, à, giống như hồi nãy Nghĩa nói thì đó là cau có thì là gì ạ, nghèo khó, đúng không ạ. Ai mà hay bị cau có, ai bị oán trách, ai bị sự khó chịu vô hơn, và hay lo lắng, hay chỉ trích người khác, thì những người ấy chắc chắn sẽ có những cái năng lượng mà không được tốt, đúng không chị. Vậy thì ở trong này, cái môi trường của những người kinh doanh Amway chúng ta biết rồi, đúng không ạ. Chúng ta nghe những cái video của Rick DeVos, nghe những cuốn sách của Rick DeVos, đó là Nghĩa rất thích cái cuốn sách mà 10 câu nói vần năng của Rick DeVos, thì trong đó có những cái lời ái ngữ, những cái lời yêu thương, và chính những cái đó mới là những cái năng lượng giúp chúng ta vượt qua tất cả những rào cản ở bên ngoài. Những cái rào cản ở bên ngoài đó là do năng lượng của các anh chị hay là năng lượng của chúng ta thấp. Năng lượng của chúng ta thấp thì chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được những cái rào cản nhỏ bé ở bên ngoài. Vậy thì ở đây, nếu như các anh chị là ở bên phải, năng lượng của anh chị là ở bên phải của màn hình, các anh chị ở bên năng lượng xanh, thì chúng ta chắc chắn sẽ 70% chúng ta chiến thắng được những rào cản bên ngoài rồi, đúng không anh chị. Thứ hai, cái thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là niềm tin, đúng không anh chị. Chúng ta phải có niềm tin, có năng lượng rồi nhưng mà chúng ta phải có niềm tin. Có niềm tin ở đây thì gì ạ, chúng ta có những cái niềm tin gì? Niềm tin đầu tiên, chúng ta kinh doanh Amway là kinh doanh cái gì ạ, kinh doanh về sản phẩm và kinh doanh cơ hội, đúng không các anh chị. Kinh doanh về sản phẩm của Amway và kinh doanh cơ hội của Amway. Và sản phẩm của Amway thì chúng ta biết rồi, bao nhiêu anh chị ở trong chúng ta đã sử dụng từ 5 sản phẩm của Amway trở lên, bao nhiêu anh chị đã sử dụng từ 5 sản phẩm của Amway trở lên, thì hãy cho Nghĩa phím comment số 5, và chúng ta có thể comment cái số lượng sản phẩm mà chúng ta đã sử dụng lên cái khung chat trong Nghĩa. Ai sử dụng một sản phẩm ghi số 1, ai sử dụng 10 sản phẩm thì chúng ta là comment lên số 10 cho Nghĩa. Ở đây là vì sao? Vì sao mà thầy của chúng ta chia sẻ đó là các anh chị phải sử dụng sản phẩm, và sử dụng càng nhiều càng tốt để chúng ta có niềm tin với sản phẩm, đúng không anh chị. Cái điều đầu tiên, bởi vì là chúng ta kinh doanh cái gì thì chúng ta phải tin tưởng những cái mà chúng ta đang kinh doanh, thì đấy mới là giá trị lâu bền. Đa phần những người ở bên ngoài họ bị một cái rào cản, đó là sự từ chối từ đối tác, từ chối từ những người khách hàng của chúng ta, và họ không vượt qua được, đó là họ không tin vào sản phẩm mà chúng ta đang đi kinh doanh, đúng không anh chị. Và muốn tin vào sản phẩm thì chúng ta phải sử dụng sản phẩm để chúng ta mới có cảm nhận và chúng ta tin tưởng đi chia sẻ, đúng không anh chị. Đầu tiên đó là tin vào sản phẩm, thứ hai đó là tin vào cơ hội kinh doanh Amway. Tin vào cơ hội kinh doanh Amway, vậy thì ở đây cơ hội kinh doanh Amway là gì ạ? Là giúp mọi người ở bên ngoài có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ ở bên ngoài chúng ta thấy có bao nhiêu cơ hội ở bên ngoài mà đang bị giới hạn ạ? Có rất nhiều người ở bên ngoài không có cơ hội cả anh chị. Không có cơ hội, và họ không biết làm gì để có được một cơ hội. Chính những cái người ở bên ngoài nhìn mình nghĩ đó là gì ạ? Tưởng chừng họ đang ở vị trí tốt, ví dụ như họ là bác sĩ, là trưởng khoa, là chuyên viên, là chuyên viên ngân hàng, là vân vân, là những giám đốc ở bên ngoài, nhưng thực sự cuối cùng thì họ cũng gì ạ, họ cũng không bao giờ có được một cơ hội để làm chủ cho sự nghiệp của mình, đó là họ vẫn đi làm thuê, họ vẫn đi làm thuê cho người khác, đúng không anh chị. Thực sự cái vị trí của họ đang đứng đó là có thể là giám đốc, là trưởng phòng, nhưng mà vị trí đó nó còn tồn tại được lâu bền, đúng không anh chị, không được lâu bền, đúng không anh chị ạ. Họ chỉ tồn tại trong vòng một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ, ba nhiệm kỳ, đúng không anh chị, và một nhiệm kỳ thì 5 năm. Vậy thì những cái thời gian còn lại mà sau khi họ không còn là trưởng phòng, là giám đốc nữa, thì sao, họ vẫn trở về là đời thường, và họ vẫn tiếp tục đi tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà nếu các anh chị tìm hiểu cơ hội của Amway thì chúng ta biết rằng đó là khi bạn hợp tác với Amway, bạn là trở thành đối tác hợp tác trực tiếp, có lời hưởng lợi ích lâu dài với Amway. Đấy là cơ hội các anh chị. Vậy bao nhiêu anh chị cảm thấy rằng mình đang may mắn có được cơ hội này, và mình muốn dùng cái cơ hội này để đi chia sẻ cho những người ở bên ngoài, thì hãy comment là cho Nghĩa phím comment là số 3 đi các anh chị, cho Nghĩa phím comment số 3 đi ạ. Cho Nghĩa phím comment số 3 để Nghĩa biết rằng các anh chị đang đang tự tin vào cơ hội, đang tin tưởng vào cơ hội, và đang muốn chia sẻ cơ hội này cho người khác đi ạ. Rồi, tiếp tục.
Cái niềm tin thứ ba Nghĩa muốn chia sẻ với anh chị đó là niềm tin vào công ty. Các anh chị là đối tác với công ty Amway, các anh chị phải hiểu Amway là cái gì, Amway đến từ đâu, lịch sử của Amway như thế nào, chính sách và chế độ trả thưởng của Amway có phải là đặc biệt hay không, thế thực lực của Amway có lớn hay không. Các anh chị hãy tìm hiểu, các anh chị hãy tìm hiểu cho kỹ cho Nghĩa trước khi các anh chị muốn thành công với Amway, muốn trở thành hợp tác lâu dài với Amway. Vậy thì khi các anh chị tìm hiểu về công ty Amway, các anh chị mới thấy rằng một trong những công ty có lịch sử lâu đời nhất trên toàn thế giới, đó là trên 65 năm và còn lâu dài hơn nữa. Và đặc biệt đó là một sự lớn mạnh, đó là phát triển trên 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó về Amway Việt Nam thì năm này là năm thứ 15 của Amway Việt Nam, và chúng ta thấy được từ những cái ngày khởi đầu về Amway Việt Nam 2008 tới bây giờ thì Amway có những bước phát triển như thế nào và còn phát triển như thế nào nữa. Chúng ta hãy xem những cái thông tin, những cái bài báo có ở trên những cái trang mà điện tử để chúng ta có thể tìm hiểu những cái trang chính thống ha. Rồi niềm tin cuối cùng, dù dù là sản phẩm tốt, là cơ hội tốt, là công ty tốt, nhưng chúng ta mất tự tin vào chính mình, chưa tin vào chính mình thì chúng ta vẫn có thể chưa thành công các anh chị nha. Vậy thì cái niềm tin, theo các anh chị, niềm tin quan trọng nhất, một cái niềm tin quan trọng nhất trong bốn niềm tin này, đó là niềm tin nào? Các anh chị có thể comment lên phím trên trên khung chat trung Nghĩa. Nếu như các anh chị tin vào số 1, các anh chị hãy gọi là số 1. Tin vào số 2 thì hãy gọi số 2, tin vào số 3 thì là hãy gọi số 3, và tin vào số 4 thì các anh chị hãy hãy gọi phím comment số 4 để cho Nghĩa để cho Nghĩa biết. Vâng, số 4. Niềm tin nào là quan trọng nhất các anh chị? Tất cả các niềm tin thì đều quan trọng, nhưng mà một cái niềm tin quan trọng nhất trong tất cả các niềm tin đấy là tin vào chính mình các anh chị. Dù 1.000 người tin vào các anh chị, 1.000 người ở bên ngoài họ tin các anh chị, nhưng mà các anh chị không tin vào chính mình thì thành công vẫn không thể xảy ra. Nhưng mà ở bên ngoài có 1.000 người không tin vào các anh chị, có hàng ngàn người ở bên ngoài không tin vào các anh chị, nhưng mà chỉ cần các anh chị tin vào chính mình thì chắc chắn các anh chị sẽ thành công. Lát nữa Nghĩa sẽ cho các anh chị biết vì sao nó là như thế, được không các anh chị? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi qua ba cái ba khái niệm các anh chị nha. Khái niệm thứ nhất đó là khát khao mình đạt được mục tiêu của mình. Thứ hai đó là gì ạ? Năng lượng tích cực, năng lượng tốt. Thứ ba đó là niềm tin. Vậy thì chúng ta hãy đi xem này, chúng ta hãy xem nha. Đây là hình ảnh của những người ở bên ngoài, họ nói rằng là gì ạ? À, tôi hôm nay tôi có thể là tôi ở vị trí này, tôi không có được địa vị giống như anh chị, tôi không có được những người này, tôi không có điều kiện giống như những người này người khác. Và các anh chị có thể bỏ đi một cái cơ hội. Vậy thì Amway được xây dựng dựa trên một lý niệm, đó là giúp cho mọi người trên thế giới có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, và không phân biệt họ là ai, không phân biệt họ là như thế nào, xuất phát điểm như thế nào, ở cái vị trí như thế nào, gọi là địa vị như thế nào, mà chỉ cần họ chỉ có khát khao, có ước mơ, có khát khao, có năng lượng tốt và có niềm tin, thì các anh chị có thể đạt được những điều mình muốn. Ở đây trên hình ảnh các anh chị đó là cô Nguyệt bán rau muống các anh chị nha. Cô Nguyệt bán rau muống, cô Nguyệt chỉ bán rau muống và biết đi xe đạp thôi các anh chị, không biết đi xe máy à. Và cô nỗ lực kinh doanh với Amway là 5 năm các anh chị, 5 năm, và cô đã thành công trong Amway, trở thành một founder Latinum của Amway. Cô dẫn được chồng của cô đi du lịch, cô dẫn cô một bản thân cô đi du lịch, và hiện tại cô đang nghỉ hưu các anh chị nha. Cô Nguyệt đã nghỉ hưu hình như là 3 năm, 5 năm rồi các anh chị. Lúc mà Nghĩa vào thì vẫn thấy cô Nguyệt chia sẻ, nhưng mà 5 năm này thì cô Nguyệt nghỉ hưu, chưa có làm Amway, đó là quay về để chăm sóc người bố của mình, chăm sóc để báo hiếu cái giá trị, nhận cái giá trị đó là báo hiếu những người sinh thành của mình. Và nghe đâu đó thì là chỉ còn một vài tháng nữa thì cô Nguyệt sẽ quay trở lại để chia sẻ đến đại hội thành công của chúng ta, bởi vì cô Nguyệt là một trong những học trò xuất sắc của thầy Trần Hiệu Bân các anh chị nha. Vậy thì chúng ta hãy xem này, có phải ở đây chúng ta đang nhận giá trị đúng không ạ, đang nhận giá trị từ Amway. Ví dụ cái giá trị của cô Nguyệt ở đây đó là giá trị phát triển bản thân này, giá trị báo hiếu này, giá trị về sự đảm bảo đúng không các anh chị, và còn nhiều nhiều giá trị khác nữa. Giá trị đó là được thể hiện mình, là thực hiện chính mình,
giá trị được trưởng thành, đúng các anh chị? Vậy thì chúng ta hãy xem này, vậy thì giá trị này chúng ta sự khác biệt như thế nào ở hai thời điểm này ạ? Sự khác biệt như thế nào ở hai thời điểm này ạ? Sáng nay thì Nghĩa có đi uống cà phê với lại bạn Thùy là tuyến dưới của Nghĩa, hai anh em đi uống cà phê. Nhưng mà đi vào một cái quán cà phê đó thì là một ly cà phê là 50.000, 50.000 các anh chị, và cũng là cà phê. Vậy thì ở bên ngoài cũng có nhiều quán cà phê họ bán là 15.000. Ở quán cà phê Nghĩa đang nói cái quán cà phê ở vỉa hè đấy cũng là 15.000. Nhưng mà chất lượng của một cái quán cà phê ở vỉa hè nó cũng giống như cái quán cà phê mà Nghĩa đang đi uống. Thế thì vì sao một cái ly cà phê mà ở bên ngoài vỉa hè thì nó chỉ bán là 15.000, nhưng mà ở vào trong một cái quán sang trọng thì nó bán là 50.000? Vậy thì cái giá trị của ly cà phê ở đây, cái trị giá của ly cà phê ở đây khác nhau ở vị trí mà cái ly cà phê này đặt cả anh chị. Giá trị giá của ly cà phê này là phụ thuộc vào cái vị trí mà cái ly cà phê nó đặt. Ví dụ con người chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn trở thành một người có giá trị, trở thành một người có trị giá thì chúng ta phải định vị được, đúng không ạ? Chúng ta phải biết được vị trí mình đang đứng ở chỗ nào. Nếu như cũng là chúng ta mà chúng ta ở trong một cái môi trường giới hạn cả các anh chị, không có một cái môi trường để cho cả anh chị có thể tự do phát triển chính mình, thì các anh chị chỉ nhận được giá trị, chỉ nhận được giá trị ở đấy mà thôi. Nhưng nếu chúng ta ở được một cái môi trường mà phát triển, cho chúng ta phát triển tự do thoải mái, được quyền làm chủ, được quyền làm theo sở thích của mình, ví dụ như môi trường của Amway chẳng hạn, thì chúng ta có thể trở thành bất cứ một ai ở trong 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 Amway, đúng không anh chị? Vậy thì ở đây có Nghĩa có gửi tới các anh chị một thông điệp, đó là chúng ta đừng có gọi là Nghĩa quên mất cái câu này rồi, đó là chúng ta đừng 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 có mặc định chúng ta là ai. Cái câu nói này có nghĩa là đừng mặc định chúng ta là ai. Nếu như bạn nghĩ bạn là ai thì bạn sẽ không bao giờ trở thành bất kỳ ai. Mà nếu như bạn không là ai, bạn bỏ hết tất cả những cái năng lượng tiêu cực ở bên ngoài, thì như là tôi là ở gia đình tôi không có điều kiện, tôi không vân vân, tôi không như thế này chẳng hạn, thì bạn sẽ không trở thành bất kỳ ai. Nhưng mà nếu như bạn không là ai thì bạn có thể trở thành bất kỳ ai ha. Nếu như bạn là ai thì bạn sẽ không trở thành bất kỳ ai. Và nếu như bạn không là ai thì bạn trở thành bất kỳ ai. Thì cái này gọi là định vị bản thân mình cả chị nhá. Rồi, ở đây này, ví dụ này, ở đây là hai cái hình ảnh của Nghĩa, tức là thời điểm của Nghĩa khi chưa biết gì về Amway và đang làm trong công việc truyền thống. Nghĩa làm trong công việc truyền thống 15 năm cả chị, hai vợ chồng làm trong công việc truyền thống 15 năm. Một công việc rất tốt và rất là có nhiều người ở bên ngoài khao khát, và trước đây Nghĩa cũng rất là khao khát. Nghĩa biết ơn cái môi trường và mà Nghĩa đã trải nghiệm, đã cho Nghĩa những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và những cái quan niệm trong cuộc sống. Nhưng mà ở đâu đó Nghĩa vẫn chưa tìm thấy được giá trị của Nghĩa ở trong môi trường đó. Có nghĩa là vị trí hôm đó Nghĩa làm, có nghĩa là Nghĩa cũng đã trở thành một trưởng khoa ở trong một cái bệnh viện rồi, mặc dù là nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà ở đâu đó nếu như cả chị mặc định mình là một trưởng khoa, hoặc là mình có thể trở thành phấn đấu để trở thành một phó giám đốc hoặc là một giám đốc ở trong đó thì cũng có thể được cả chị. Nhưng mà chúng ta sẽ mất rất là nhiều cái mất sẽ đánh đổi rất là nhiều, và thậm chí cũng có thể là những cái rủi ro ở trong đó, đúng không anh chị? Đó là công việc truyền thống. Nhưng mà nếu các anh chị đạt được những cái giá trị đó đấy rồi thì giá trị đó nó có bền vững không các anh chị ạ? Nó không bền vững, bởi vì Nghĩa thấy những cái đồng nghiệp của Nghĩa ở bên ngoài họ làm công việc truyền thống thì họ cũng chỉ thành công được ở những thời điểm mà thôi, và sau khi họ hết cái vị trí mà họ đang đứng rồi thì họ trở thành những cái người ở bên ngoài vẫn lại tiếp tục đi tìm kiếm cơ hội một lần thứ hai các anh chị. Vậy thì Nghĩa không cho mình một xảy ra thêm những cái vết xe đổ của những người đó là đã nghỉ hưu rồi nhưng mà vẫn đi tìm kiếm cho mình một cơ hội ở cái tuổi mà trên 60 các anh chị. Nghĩa rất là may mắn khi Nghĩa được một người bạn của Nghĩa chia sẻ cho Nghĩa một cơ hội kinh doanh về Amway, và Nghĩa rất là dùng tâm để tìm hiểu cái cơ hội này. Và khi hiểu ra cơ hội này thì Nghĩa thấy wow, đây mới là con đường của Nghĩa chọn. Thì cho nên là Nghĩa nói rằng đó là thành công của bạn không phụ thuộc vào vị trí bạn đang đứng mà phụ thuộc vào con đường bạn lựa chọn.
Vậy thành công của bạn ngày hôm nay, vị trí của bạn ngày hôm nay không đánh giá được, không cho bạn, không có thể là cho bạn biết được là ngày mai, không có thể là cho bạn biết được ngày hôm nay bạn thành công hay không thành công. Nhưng mà cái điểm, cái vị trí của bạn ngày hôm nay mà bạn lựa chọn đúng con đường, và chắc chắn 5 năm, 10 năm hoặc là 3 năm nữa các anh chị sẽ có sự thành công trong quay ha. Và lúc nghĩa lựa chọn Amway thì có các anh chị nghĩ thế nào ạ? Sẽ có những cái rào cản cũng giống như tất cả các anh chị. Và ở đây thì có rất nhiều rào cản, nhưng mà nghĩa liệt kê ra 6 cái rào cản mà các anh chị có thể thấy nha, xem được các anh chị có hình ảnh của các anh chị trong này hay không. Thứ nhất đó là lập trình, mình là một người bình thường. Hồi giờ mình chưa đi kinh doanh lần nào cho nên mình không có được kinh nghiệm trong kinh doanh này, và mình trở thành người bình thường cho nên là mình có thể không không thành công trong quay hoặc là không thành công trong cái môi trường mới này. Lập trình thứ hai đó là sợ thất bại, chưa làm mà đã sợ thất bại. Các anh chị có bao nhiêu anh chị ở trong này đã có những cái suy nghĩ như thế không ạ? Thứ ba đó là sự chỉ trích, và đặc biệt đó là cái sự chỉ trích thì vô bờ bến các anh chị, nghĩa có rất rất nhiều chỉ trích từ bên ngoài, đó là đặc biệt đó là những người bạn thân của nghĩa, những người trong gia đình của nghĩa, những người mà anh em đồng nghiệp của nghĩa, họ chỉ trích nghĩa rất nhiều. Thậm chí trong cơ quan nghĩa thì có khoảng gần 400 nhân viên, khi mà họ biết nghĩa làm Amway tất cả họ đều không ủng hộ, họ chỉ trích hoàn toàn. Vậy thì trong này chỉ có được một vài người bạn, chỉ có được hai người ủng hộ nghĩa, ba người ủng hộ nghĩa, đó là gì ạ? Đầu tiên đó là người chia sẻ cơ hội kinh doanh cho nghĩa, là chắc chắn hồ nghĩa rồi đúng không ạ? Thứ hai đó là ai ạ? Là người vợ của nghĩa, là người đồng hành cùng với nghĩa đến cái thời điểm này hôm nay. Và thứ ba đó là một người bạn rất thân của nghĩa, đó là bác sĩ Trương Hồng Hành, và bây giờ bạn ấy cũng đã trở thành một founder Latinum rồi các anh chị. Vậy thì ở trong này có phải là gì ạ? Bốn người tin tưởng vào Amway thì có phải là họ đã thành công 100% đúng không các anh chị? Nhưng mà trong bệnh viện thời điểm đó cũng có nhiều người mở thẻ ở với Amway, cũng có người là tìm hiểu Amway, nhưng mà họ sao ạ? Họ không vượt qua được sự chỉ trích của những người đồng nghiệp của họ và họ đã bỏ cuộc. Vậy thì ở đây họ bỏ cuộc thì dĩ nhiên họ sẽ không có kết quả đâu đúng không các anh chị? Và những cái tiếp theo, những cái rào cản tiếp theo đó là thiếu điều kiện chẳng hạn. Tôi lúc đó tôi không có điều kiện, tôi đang nợ nần hoặc là gì đó, rồi thiếu hiểu biết, thiếu tầm nhìn vân vân. Thì trong này nó có một cái mà rào cản, đó là gì ạ? Khi chia sẻ cho tất cả các anh chị ở bên ngoài thì các anh chị thường nói rằng là tôi không có điều kiện, hiện nay tôi đang lo tiền để trả nợ, hoặc là tôi đang thiếu nợ, hoặc là tôi chưa có tiền cho nên tôi chưa kinh doanh được Amway, tôi hẹn anh chị, tôi hẹn anh hẹn chị dịp khác tôi kinh doanh. Nhưng mà ở đây là gì ạ? Chúng ta đi chia sẻ cơ hội cho họ, nghĩa đi chia sẻ cơ hội cho các anh chị. Các anh chị làm hay không làm đó là quyền của các anh chị, bởi vì khi các anh chị làm thì các anh chị có được một giá trị, đó là làm chủ. Mà hôm nay mình chưa có điều kiện, mình không có điều kiện thì mình cần phải làm Amway để có điều kiện các anh chị. Mình chưa có tiền thì mình cần phải làm Amway để có tiền các anh chị. Mình đang khó khăn, đang thiếu nợ ở bên ngoài thì mình cần phải làm Amway để thành công nhanh, để mà có tiền thụ động để mà trả nợ. Trong công việc truyền thống các anh chị biết lúc nghĩa vợ chồng nghĩa làm Amway nợ bao nhiêu không ạ? Nợ rất là nhiều các anh chị, 50.000 đô la các anh chị, có nhiều không các anh chị? 50.000 đô la các anh chị thấy bao nhiêu tiền ạ? Rất là nhiều. Nhưng mà sao ạ? Rất là khó khăn đúng không các anh chị? Nhưng mà ở đây là gì? Thầy của nghĩa nói rằng đó là người người mà thông minh á thì nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, người thành công thì thấy cơ hội trong khó khăn, mà người chưa thành công thì thấy khó khăn trong từng cơ hội đúng không các anh chị có công nhận như thế không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm sao đó vượt được qua những cái rào cản này. Vậy thì những cái rào cản này các anh chị muốn vượt qua là do ai ạ? Do nội lực của chúng ta đúng không các anh chị, do cái năng lượng của chúng ta đúng không các anh chị, do niềm tin của chúng ta đúng không các anh chị, do sự khát khao của chúng ta đúng không các anh chị. Các anh chị chỉ cần có khát khao, có năng lượng tích cực, có niềm tin, các anh chị có thể vượt qua được những cái rào cản này, bởi vì những cái rào cản này nó quá nhỏ bé các anh chị. Những cái người ở bên ngoài họ chỉ trích chúng ta là họ không hiểu về Amway, họ không biết về Amway, họ không nhìn thấy giá trị của Amway, họ cũng không nhìn thấy cơ hội của Amway, nên họ chỉ trích thì có đúng không ạ? Đúng mà, họ đúng mà bây giờ họ đúng nhưng mà sai với Amway. Vậy thì mình có nghe những người đó không ạ? Mình có đi nghe những cái người mà họ chưa biết Amway, chưa hiểu Amway không ạ? Nếu như các anh chị cảm thấy mình như thế nào thì các anh chị có thể comment lên khung chat trung nghĩa đúng không ạ? Các anh chị có thể comment lên khung chat trung nghĩa. Đó. Có tin đúng không ạ? Chúng ta chắc chắn là không tin rồi.
Đấy, không tin. Nếu như các anh chị vượt qua được những cái rào cản này bằng những cái nội lực của các anh chị, đó là sự khát khao đạt được mục tiêu của các anh chị này, thứ hai là năng lượng của các anh chị này, thứ ba đó là niềm tin của các anh chị có thể vượt qua những cái rào cản này. Bắt buộc chúng ta muốn vượt qua thì chúng ta phải thay đổi các anh chị, thay đổi từ bên trong, thay đổi từ bên trong chính chúng ta. Và chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải đập tan chính cái những cái nỗi sợ hãi của chúng ta ha, đập tan những cái nỗi sợ hãi để chúng ta bước lên trở thành cái phiên bản. Không phải là chúng ta thay đổi để chúng ta trở thành bất kỳ những ai ở bên ngoài, không thay đổi để giống ai bên ngoài, mà chúng ta chỉ cần giống cái phiên bản tốt nhất của chính chúng ta là được rồi các anh chị nha. Rồi vậy thì chúng ta thật sự rất là may mắn cái vị trí mà chúng ta đang đứng này. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi vị trí của chúng ta đúng không ạ? Vậy thì chúng ta xem thử vị trí của chúng ta hợp tác như thế này có được không các anh chị nha. Vậy thì chúng ta từ một người làm công ăn lương cho những người ông chủ ở bên ngoài, bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi tư duy, trở lại tìm hiểu cơ hội, nắm bắt cơ hội và hợp tác với hai nhà đồng sáng lập, đó là ngài Rick DeVos và ngài Jay Van Andel. Và bây giờ chúng ta hợp tác với hai cái người nào ạ? Đốc DeVos và Steven Andel, đó là thế hệ con, đó là gia đình nhà Rick DeVos đi, nghĩa nói rằng chúng ta được hợp tác với gia đình của Rick DeVos, một trong những người đầu tiên, đó là họ có được tầm nhìn, họ có được sứ mệnh, và khi họ đưa ra cái tầm nhìn sứ mệnh thì họ ra mang những cái giá trị cốt lõi cho chúng ta, và đặc biệt đó là giúp chúng ta sở hữu được bốn giá trị và bốn nguyên tắc cơ bản, đó là tự do, gia đình, hy vọng và sự tưởng tượng. Chúng ta đạt được những điều đó thì chúng ta có muốn thay đổi để trở thành hợp tác với những người này không các anh chị? Chúng ta có muốn thay đổi vị trí của mình để chúng ta vào định vị mình trở thành một ông chủ không các anh chị? Chúng ta muốn trở thành một ông chủ thì chúng ta phải dịch chuyển cái vị trí của chúng ta. Vậy giá trị của chúng ta, trị giá của chúng ta bắt đầu ngay từ hôm nay các anh chị. Chúng ta phải đặt mình đúng vị trí thì chúng ta mới có trị giá đúng các anh chị. Rồi, các anh chị có thể nhìn xem qua bốn cái này. Tầm nhìn của Amway đó là giúp, là nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Có thể bên ngoài các anh chị cũng đã có những cuộc sống đã tốt rồi, nhưng mà nếu các anh chị hợp tác với Amway, các anh chị mà hợp tác với Amway thì các anh chị có thể, nếu như thành công thì các anh chị có thể trở nên có một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cái cuộc sống mà các anh chị đang sử dụng, chúng ta đang sở hữu các anh chị nha. Đấy, thứ hai đó là cái sứ mệnh của chúng ta, đó là giúp mọi người có sức khỏe tốt và giúp mọi người có một cơ hội để làm chủ sự nghiệp kinh doanh của mình. Khi mình đi làm hai cái sứ mệnh này đồng hai sứ mệnh này đồng nghĩa với mình đi phụng sự, mình đang đi phụng sự những người ở bên ngoài, phụng sự xã hội ở bên ngoài các anh chị. Đây là một cái việc làm nghĩa xem như là một việc làm từ thiện các anh chị, giống như một việc làm mà đi từ thiện, mình đang làm từ thiện các anh chị, và mang lại những cái giá trị, đó là gì ạ? Giá trị cho mọi người và giá trị cho bản thân mình các anh chị ha. Rồi tiếp theo đây chúng ta này, ở đây chúng ta thấy này, hiện tại chúng ta xem cái vị trí của các anh chị nhá. Có cái bạn nào mà đang vẽ ở trên cái màn hình ha, bạn nào đang vẽ trên màn hình chúng ta có thể tự xóa cái làm sao mà xóa được cái nét vẽ trên màn hình này các anh chị nhỉ. Rồi làm ơn có bạn nhỏ nào mà đang vẽ trên cái màn hình thì chúng ta có thể chờ nghĩa xíu nha, nghĩa làm sao để nghĩa xóa được cái cho lãnh đạo Xuân Đông chủ trì. Ok. Rồi, Nghĩa xin lỗi các anh chị nha. Nếu xóa không được, bác sĩ Nghĩa tắt và mở trở lại cái trang mà bác sĩ Nghĩa đang chia sẻ. Rồi, ok, cảm ơn. Xin lỗi các anh chị nha. Rồi, chúng ta hãy cười lên đi ạ. Năng lượng của chúng ta đó. Năng lượng của chúng ta là những tiếng cười đi ạ. Chúng ta có thể cười lên ạ.
năng lượng cười, năng lượng đón nhận, năng lượng chấp nhận, năng lượng yêu thương nha các anh chị. À, không sao hết, chuyện gì cũng cách giải quyết hết. Bác Nghĩa hướng dẫn cách cười. Rồi. Rồi chúng ta hãy xem. Chúng ta hãy xem nha, các bạn nào vào xong có thể tắt mic chung nghĩa nha. Các bạn nào vào xem chúng ta có thể vui vẻ tắt mic chung nghĩa. Đây này, chúng ta xem hai vị trí khác nhau đúng không các anh chị? Các anh chị theo các anh chị thì cái vị trí bên trái có tốt đúng không anh chị? Vị trí bên trái rất tốt đúng không anh chị? Rất tốt. Đó là gì? Là một bác sĩ trưởng khoa. Vậy thì vị trí này đã tốt so với nhiều người mong ước ở bên ngoài, nhưng mà bạn vẫn ở vị trí này thì giá trị của bạn cũng chỉ ở đó mà thôi, không có thêm được giá trị nữa, đúng không anh chị? Và nếu như chúng ta trở thành một đối tác với Amway, thay đổi vị trí của chúng ta đặt mình vào môi trường Amway, đặt mình hợp tác trở thành đối tác của Amway, có thể những cái công việc chúng ta hành động hàng ngày nó không giống như những người ở ngoài kỳ vọng, đúng không ạ? Vẫn bên minh họa sản phẩm, vẫn bên bán nước rửa chén, thậm chí là phải ngồi xuống rửa. Nhưng mà minh họa sản phẩm rồi thì sao ạ? Có bị từ chối không ạ? Có, chắc chắn là có rồi. Ai cũng vậy, hành động sẽ bị từ chối. Vậy thì các anh chị có phải ạ? Vị trí thì khác nhau, nhưng mà kết quả là khác nhau, giá trị khác nhau, trị giá khác nhau, đúng không các anh chị? Chúng ta có thể ngày hôm nay chúng ta đi làm những cái việc tưởng chừng như là không có giá trị, hay gọi là những cái hành động nhỏ, nhưng mà ở đây giá trị ở đây chúng ta thấy này, đầu tiên đó là chia sẻ sản phẩm tốt cho mọi người bên ngoài, thứ hai đó là chia sẻ cơ hội kinh doanh cho những người ở bên ngoài đang cần cơ hội, thì đấy là giá trị các anh chị, đấy là giá trị. Và tự nhiên các anh chị sẽ trở nên có người trở thành trị giá liền các anh chị ha. Rồi, để làm được điều này, để trở thành thành công với Amway, nói đi gì thì nói thì chúng ta vẫn sẽ phải có một cái công thức các anh chị nha, phải có một công thức. Ở bên ngoài các anh chị ở bên ngoài vẫn còn lăn tăn rằng là làm Amway thì không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm như thế nào, đúng không các anh chị? Có bao nhiêu anh chị ở bên ngoài đang đặt cho mình một cái câu hỏi, đó là làm Amway không biết bắt đầu từ đâu, thì hãy cho nghĩa phím comment số 5. Số 5 có nghĩa là không biết bắt đầu từ đâu á. Và tối hôm nay nghĩa sẽ chia sẻ cho các anh chị. Hoặc là các anh chị đang bị mất phương hướng, đang bị mất năng lượng, đang bị mất phương hướng, đang có những cái rào cản bên ngoài, thì các anh chị cho nghĩa phím comment số 5. Ngoài những cái kiến thức mà nãy giờ nghĩa chia sẻ, nghĩa chia sẻ thêm một cái vòng tròn, một cái vòng tròn rất là đơn giản các anh chị, rất đơn giản. Rồi, bao nhiêu anh chị đã có mục tiêu ra Amway hồi nãy, có mục tiêu và muốn trở thành ai ở ngoài đó rồi, đúng không ạ? Vậy thì có thể ở bên ngoài các anh chị muốn trở thành, khát khao mình trở thành là Emerald, Diamond hay là Platinum, Founder Platinum. Có người trở thành là FC. Thì các anh chị có muốn đi chăng nữa cũng không bao giờ đạt được. Mà điều đầu tiên đó là khát khao. Phải có khát khao. Được chưa? Và khi có khát khao rồi thì chúng ta sẽ phải có cái gì ạ? Đây, chúng ta phải làm theo bốn cái, theo cái vòng tròn này. Có khát khao rồi thì cũng chưa được, mà các anh chị phải ngồi lại với tuyến trên. Các anh chị phải tự ngồi lại với chính bản thân mình, cho mình tập trung. Và các anh chị cho mình đầu tiên đó là vạch ra mục tiêu rõ ràng, ghi ra giấy mục tiêu rõ ràng của các anh chị. Đó là tôi muốn đạt được Diamond trong Amway trong vòng 3 năm nữa hay là 5 năm nữa. Các anh chị nha, mục tiêu rõ ràng đó là tôi muốn trở thành Diamond trong 3 năm hay là 5 năm. Tôi muốn trở thành Imro trong vòng 3 năm hay là 5 năm. Tôi muốn trở thành FC trong vòng 3 năm hay là 5 năm. Các anh chị phải ghi ra giấy rõ ràng trong nghiệp. Và muốn trở thành một Diamond thì sao ạ? Mình chỉ cần tìm ra 6 người mà thôi. Tìm ra 6 người trực tiếp của mình và giúp cho họ hiểu Amway. Và giúp như thế nào? Các anh chị xem này. Các anh chị sẽ xem được mình đang giúp họ như thế nào. Vậy các anh chị thấy chưa? Chúng ta chỉ cần đi 4 vòng tròn này. Đầu tiên đó là mục tiêu rõ ràng. Thứ hai, khi anh có, các anh chị đã có mục tiêu rõ ràng rồi, các anh chị phải có chuyên gia hướng dẫn. Chuyên gia hướng dẫn, vậy thì ai là chuyên gia của các anh chị? Thứ ba đó là phải hành động. Có người hướng dẫn rồi nhưng mà phải có hành động. Và cái thứ tư đó là phản hồi. Phản hồi về kết quả của mình hành động đó. Chúng ta xem. Đây. Vậy thì mục tiêu đầu tiên, dù bạn có muốn trở thành ai đi chăng nữa, dù bạn muốn trở thành là Diamond, là FC hay là 6% hay 3% hay là 21% hay là Imro đi chăng nữa, thì các bạn phải làm cho nghiệm mấy cái việc này. Đó là phải.
có những cái kỹ năng này thuần thục, phải thực hiện những cái kỹ năng này thuần thục trước khi bạn muốn trở thành ai. Kỹ năng thứ nhất đó là thu thập danh sách, thu thập danh sách và phân tích danh sách các anh chị nha. Thu thập và phân tích danh sách. Rồi, thứ hai đó là các anh chị phải có danh sách rồi thì các anh chị, bởi vì là sao là phải có danh sách ạ? Bởi vì là danh sách kinh doanh của Amway là kinh doanh dựa trên tài sản. Vậy thì tài sản của chúng ta ở đây là gì ạ? Là con người, là mối quan hệ. Vậy thì chúng ta muốn biết chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, chúng ta phải ghi ra. Và danh sách bao nhiêu thì đủ, các anh chị sẽ phải học một cái chủ đề về lập danh sách và phân tích danh sách nha. Các anh chị có thể học, liên hệ với những tuyến trên của mình, liên hệ với những người mà đã dẫn dắt mình vào môi trường Amway, hoặc là có thể các anh chị có thể tự học trên mạng ha. Tự học là chủ yếu. Vậy thì danh sách càng lớn thì cơ hội thành công càng lớn. Danh sách càng lớn, cơ hội thành công càng lớn. Vậy bao nhiêu anh chị đã có cho mình được danh sách? Bao nhiêu anh chị đã có cho mình được danh sách rồi? Và danh sách của anh chị là bao nhiêu người, các anh chị có thể gõ lên khung chat trùng nghiệm nhé. Thứ hai, có danh sách rồi các anh chị phải biết thiết lập cuộc hẹn. Phải biết hẹn gặp. Phải biết hẹn gặp đúng không ạ? Chúng ta có đối tác rồi thì chúng ta phải biết gặp được đối tác. Chúng ta chỉ cần là gì ạ? À, những cái cuộc điện thoại, những cái tin nhắn, à, những cái sự quan tâm mà chúng ta có thể hẹn gặp để chúng ta đi chia sẻ một cái cơ hội tốt, chia sẻ cái sản phẩm tốt này cho họ rồi. Thứ ba đó là kỹ năng minh họa sản phẩm và OBD. Kỹ năng minh họa sản phẩm và OBD. Thứ tư đó là giải đáp thắc mắc. Vậy thì chúng ta minh họa sản phẩm ở đây, chúng ta bao nhiêu anh chị đã biết được minh họa sản phẩm rồi ạ? Bao nhiêu anh chị đã biết được minh họa sản phẩm nhân nhuyễn rồi ạ? Từ 5 sản phẩm trở lên nào. Từ 5 sản phẩm trở lên. Vậy thì ở đây thầy của chúng ta là người thành công nhất Amway thế giới, thầy Phú Hoa Kim nói với chúng ta rằng đó là bạn muốn trở thành một lãnh đạo trong Amway, trở thành một người thành công trong Amway, bạn phải biết minh họa ít nhất 20 sản phẩm cả anh chị, và biết thực hiện thuần thục kỹ năng OBD. Đấy, đó là công cụ chúng ta, đấy là những công cụ mà chúng ta cần phải thực hiện nhuần nhuyễn thuần thục những cái công cụ này. Thứ tư đó là giải đáp thắc mắc. Họ tới với chúng ta chắc chắn họ sẽ có thắc mắc. Họ thắc mắc về cái gì ạ? Thắc mắc về sản phẩm, thắc mắc về cơ hội, thắc mắc về chế độ trả thưởng, thắc mắc về công ty, thắc mắc về người dẫn dắt, thắc mắc về chính chúng ta. Vậy thì chúng ta là người phải biết giải đáp được những thắc mắc cho những đối tác của chúng ta thì họ mới tin tưởng chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì trước khi mà giải đáp được thắc mắc cho đối tác của chúng ta, cho những người mà chúng ta muốn chia sẻ, thì đầu tiên chúng ta phải là người tự giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Vậy thì muốn giải đáp được thắc mắc cho chúng ta thì chúng ta phải đi tìm đã chị, phải nghe ghi âm nhiều lên, phải đi tìm hiểu ở bên ngoài, phải đi đại hội thành công nhiều lên, phải đi học thầy nhiều lên, phải đi học tuyến trên tuyến dưới, phải đồng hành cùng với tuyến trên tuyến dưới của chúng ta thì chúng ta mới có thể giải đáp được thắc mắc nhuần nhuyễn, đúng không chị? Và một cái điều ở trong này, kỹ năng ở trong này thì chúng ta cần có, đó là kỹ năng hội nghị gia đình. Bởi vì chúng ta muốn trở thành là một diamond trong Amway thì chúng ta phải biết làm hội nghị gia đình. Vậy ở đây là hội nghị gia đình là cái nôi của diamond, là tế bào của diamond các anh chị. À đấy, đó là những cái kỹ năng, cái mục tiêu đầu tiên chúng ta cần phải đạt được, đó là những kỹ năng này các anh chị ha. Nếu như chúng ta làm nhuần nhuyễn, thực hiện thuần thục những cái kỹ năng này, đảm bảo với các anh chị sẽ rất tự tin. Thì chúng ta đã xây dựng được niềm tin rồi, chúng ta rất tự tin để chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài đi chiến đấu bên ngoài các anh chị nha. Rồi, cái kỹ năng. Rồi, thứ hai, chuyên gia hướng dẫn các anh chị là ai? Các anh chị xem chuyên gia hướng dẫn các anh chị là ai nha. Đấy, các anh chị xem. Vậy thì chúng ta làm bất cứ một công việc gì, chúng ta muốn trở thành một người thành công, chúng ta phải tìm người thầy của chúng ta, người thầy dẫn đường. Vậy thì chúng ta rất may mắn, hệ thống của chúng ta rất may mắn, đó là có được người thầy rất tuyệt vời, rất trung tâm. Và thầy rất là có tư duy, có một cái sự dẫn dắt, một cái sự dẫn dắt cả một cái hệ thống quốc tế, hệ thống Granama, đó là thầy Trần Hiệu Bân. Và chúng ta may mắn có được hệ thống Granama, nằm trong hệ thống Granama, một trong những hệ thống lớn mạnh nhất của thị trường Việt Nam và trên thế giới. Các anh chị thấy hai điều chúng ta may mắn chưa? Đầu tiên đó là chúng ta có thầy dẫn dắt, đó là thầy Trần Hiệu Bân. Hàng tháng thầy đã tổ chức hội nghị đại hội thành công để giúp cho tất cả chúng ta, những người nào muốn thành công trong Amway, chúng ta có thể tới đó học tập, mang đối tác của chúng ta tới để học tập các anh chị nha. Đấy, chúng ta có được những cái lợi thế như vậy rồi,
và chúng ta có những lãnh đạo thành công trong quay đó là những EDC, những Diamond, những Emerald, những Platinum và đặc biệt và có những FC nữa, đó là FC thầy Phô Hô Kinh này và cô Châu Uyển Minh này, thầy Châu Chí Kiên này, vân vân, đó là những FC mà trong năm hệ trong hệ thống của chúng ta. À, chúng ta có những người thầy và chúng ta học được tư tưởng của thầy, học được năng lượng của thầy, học được kiến thức của thầy. Và tiếp theo muốn chia sẻ với các anh chị đó, những cái người mà trở thành chuyên gia của chúng ta đó là những người bảo trợ ra chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng những người bảo trợ chúng ta, những người tuyển tên của chúng ta, những người mà là chia sẻ cơ hội này cho chúng ta, thì chúng ta xem đó là những chuyên gia, xem đó là những chuyên gia, là những người thầy, tất cả đó là những người thầy của chúng ta. Thậm chí là gì ạ, hệ thống của chúng ta còn có nhiều lãnh đạo là tuyến ngang, là tuyến bàn, rất là tuyệt vời. Họ đã hỗ trợ, có một tinh thần đoàn kết rất tuyệt vời và ở đó cho chúng ta mượn sức để chúng ta có thể thành công với Amway được đa chỉ. Và cái người thầy quan trọng nhất, chuyên gia quan trọng nhất, nghĩa là muốn nhắc tới với các anh chị đó là gì ạ, là chính mình. Mình là chuyên gia quan trọng nhất các anh chị, mình là người quan trọng nhất, mình là người thầy của chính mình. Nhưng mà trước khi mình là người thầy của chính mình thì hãy xem những người thầy của chúng ta, những người tuyến trên, những người lãnh đạo của chúng ta là những người thầy. Trước khi mình trở thành người thầy các anh chị ha, mình hạ mình xuống học họ. Mình là quan trọng nhất nhưng mình vẫn ở vị trí thấp nhất. Mình là quan trọng nhất nhưng mà mình định vị mình là người thấp nhất, thì chúng ta có thể là đón nhận được tất cả, đúng không anh chị? Có nhiều người nói là tôi biết rồi, mới đi làm Amway được 1-2 ngày, mới đi được một vài cái đại hội thành công mà tôi biết rồi, tôi biết Amway rồi, bây giờ tôi không cần đi đại hội thành công nữa, tôi đi chừng đó là đủ rồi. Thưa các anh chị, không bao giờ dễ dàng như các anh chị ha. Chúng ta phải liên tục tới hội nghị gia đình, liên tục học tập tới đại hội thành công. Và chúng ta thấy những người nào mà xuất hiện nhiều trong đại hội thành công, xuất hiện nhiều trong hội nghị gia đình, thường xuyên đi 3F, đi Minh Họa sản phẩm, đi OBB ở bên ngoài, thì là các anh chị sẽ có thấy hình ảnh của các anh chị ở đó trên thành tích, trên bảng thành tích các anh chị nha. Rồi tiếp tục cái vòng tròn thứ tư, đó là khi mà các anh chị có mục tiêu rõ ràng rồi, có chuyên gia rồi, trở thành chuyên gia rồi, có chuyên gia hướng dẫn rồi, nhưng mà không hành động thì vẫn không có kết quả các anh chị ạ. Chúng ta phải có hành động cụ thể, hành động nhưng mà phải cụ thể, hành động phải tinh tí một chút, hành động phải rõ ràng một chút. Đấy, có nhiều người hành động nhưng mà là gì ạ? Hành động không có mục đích, hành động nhưng mà không tập trung. Và thì ở đây hành động là chúng ta gì ạ? Đầu tiên đó là chắc chắn là phải hành động 100% rồi, phải hành động 100%. Vậy thì hành động ở đây là gì? 3S và 1M. 3S có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ cho đối tác của chúng ta, chia sẻ để tìm kiếm khách hàng ở bên ngoài. Thứ hai nữa là khi có khách hàng rồi thì chúng ta nếu mà chỉ dành cho bán hàng không thì cũng không bao giờ thành công trong vậy. Và chúng ta phải biết bán hàng là bán như thế nào. Vậy theo các anh chị, chúng ta bán hàng thì chúng ta cần có bao nhiêu khách hàng ạ? 20 khách hàng thôi các anh chị. Cuộc đời của anh chị đi làm Amway chỉ cần có 20 khách hàng mà thôi. Vậy thì bao nhiêu anh chị ở trong số chúng ta đã có được khách hàng rồi và có bao nhiêu khách hàng? Chúng ta có thể comment lên ở khung chat chung nghĩa được không ạ? Ví dụ có 1 khách hàng, có 2 khách hàng và có 20 khách hàng, 50 khách hàng, có thể chúng ta comment lên khung chat được không ạ? Để chúng ta mang những cái năng lượng tích cực của các anh chị gửi tới cho những người xung quanh nha. Ok, bao nhiêu khách hàng ạ? Bao nhiêu khách hàng các anh chị? Comment đi cả, các anh chị ơi, comment đi. Wow, 20 khách hàng, có nhiều bạn 20 khách hàng này. Tuyệt vời này. Còn những bạn con khá lại, con khá thì sao ạ? 10 khách hàng, 5 khách hàng, 2, 3 khách hàng, nó không quan trọng các anh chị. Ngày hôm nay được bao nhiêu khách hàng chưa quan trọng, mà quan trọng đó là gì ạ? Thầy nói rằng 3 tháng đầu tiên các anh chị phải có ít nhất 20 khách hàng. Sau đó các anh chị chăm sóc để họ trở thành những cái khách hàng thường xuyên của anh chị. Rồi các anh chị đi bảo trợ họ trở thành nhà phân phối. Nếu như các anh chị muốn trở thành Diamond thì các anh chị tìm ra 6 nhà phân phối. Các anh chị muốn trở thành Emerald thì là 3 nhà phân phối. Và muốn FC thì là từ 14 nhà phân phối trở lên các anh chị nha. Rồi bảo trợ. Sau đó thì bảo trợ là đi bán hàng, đi bảo trợ là gọi là đi gieo hạt các anh chị nha. Đi gieo hạt. Vậy thì là gì ạ? Gieo hạt thì nó có thể là có muốn 1 ngày 2 ngày nó có kết quả không ạ? Không đúng đó anh chị, chưa chắc. Mà chúng ta phải chăm sóc, gieo hạt rồi thì chúng ta phải là chăm sóc, phải chăm sóc họ, phải chăm sóc, gieo cái hạt xuống rồi chúng ta phải tưới nước này, chúng ta phải bón phân này, chúng ta phải che chở để gì ạ? Để cái hạt đó nó trưởng thành, nó nảy mầm, nó trưởng thành và nó lên tốt rồi thì nó mới có cây. Vậy thì cái
trong cái môi trường Amway thì cái chỗ nào là nuôi được để chúng ta có thể là chăm sóc được đó ạ. Chúng ta phải mang họ tới hội nghị gia đình, mang họ tới những cái lớp học, những cái đặc biệt đó là đại hội thành công, những rally. Thì đấy là cách mà chúng ta chăm sóc tốt nhất. Chăm sóc ở đây không phải là gì chúng ta ngày nào cũng ở bên cạnh, chúng ta cũng phải là cái gì việc gì chúng ta cũng phải đi làm cho hết, gọi là chăm sóc, mà chúng ta hãy đi đại hội thành công, đi học tập và dẫn họ tới đại hội thành công, dẫn họ tới lớp học. Thì đấy là cách chăm sóc tốt nhất các anh chị. Ngày hôm nay các anh chị bán được bao nhiêu hàng không quan trọng, có bao nhiêu khách hàng ở bên ngoài không quan trọng. Quan trọng đó là gì ạ? Những đối tác của các anh chị cùng đi học tập với các anh chị. Các anh chị xem trong cái Zoom của các, trong cái Zoom của chúng ta ngày hôm nay này, những cái Zoom học tập trên hệ thống này tới đại hội thành công, mà các anh chị nào mà thấy đối tác của chúng ta nhiều ở trong đó thì chắc chắn các anh chị sẽ có kết quả, các anh chị sẽ thành công sớm các anh chị nha. Đấy, đó là kinh nghiệm mà Nghĩa cũng như các lãnh đạo đúc kết lại và chia sẻ cho các anh chị ha. Rồi thứ hai đó là bàn phải một, đó là bán hàng 3S và 1M. Thứ hai đó là tập trung và chuyên tâm, tập trung vào công việc của mình và chuyên tâm vào cho cái mục tiêu của mình. Có nhiều bạn nói là tôi đi làm Amway mà trên đường đi làm Amway, trên đường hướng tới mục tiêu thì có người bạn ở bên ngoài kêu đi nhậu thì bỏ đi nhậu cha ra đi. Hoặc là có cái bạn nó rủ đi đâu, đi shopping, đi đâu đó thì đi luôn. Và không có để bỏ bỏ mất cái gọi là gì ạ, cái cuộc hẹn của chúng ta đã định 2-3 ngày trước rồi. Giống như kiểu mà trên đường có hai chàng mà đi tới một cái mục tiêu nào đó. Thế thì có một người thì tập trung vào mục tiêu của mình, chuyên tâm cho cái mục tiêu của mình và họ là đến cái mục tiêu của mình sớm nhất. Nhưng mà có một người thì trên đường đi nhiều, thấy những cô gái đẹp ở bên ngoài, thấy những chàng trai đẹp ở bên ngoài với những cái lời mời ong bướm ở bên ngoài và bỏ quên cái mục tiêu của mình và đi theo những cái không chuyên tâm, không tập trung vào cái mục tiêu của mình, thì những kết quả của hai người nó khác nhau, đúng không anh chị? Vậy thì ở đây tập trung, bạn tập trung 20% vào mục tiêu của mình, vào công việc, vào hành động của mình thì bạn, kết quả của bạn được là 80% các anh chị ạ. Thầy của Nghĩa, Nghĩa học được thầy của Nghĩa nói rằng đó là bạn chỉ tập trung 20% thôi thì bạn đã có kết quả là 80% các anh chị. Chỉ cần tập trung 20% thì có được kết quả 80%. Vậy thì các anh chị muốn tập trung bao nhiêu phần trăm ạ? Các anh chị muốn tập trung bao nhiêu phần trăm, các anh chị có thể comment lên ạ, comment lên cho Nghĩa đi ạ. Rồi, các anh chị thấy chương trình tối hôm nay có hay không ạ? Rất hay các anh chị nha. Rồi tiếp tục, ở phía sau còn hai anh nữa. Thứ ba này, đó là gì ạ? Hành động nhưng mà không so sánh mình với bất kỳ ai, không so sánh với những người này người khác. Bởi vì là gì ạ? Xuất phát điểm khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, địa vị khác nhau thì chắc chắn mình không thể so sánh được với người khác rồi. Không cần so sánh bất kỳ ai, mà chỉ cần so sánh với bản thân mình, so sánh với chính mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua 1%. Cho nên là các bạn hãy làm tốt hơn ngày hôm qua 1%. Đấy là kết quả mà các anh chị đã có được, đã có được rất là tốt, đảm bảo với các anh chị 1 năm sau các anh chị sẽ có được kết quả như thế nào các anh chị nha. Đây, và hành động để trở thành, hành động đừng có giống ai và trở thành, hành động để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đấy là thông điệp mà Nghĩa muốn gửi các anh chị nha. Rồi cái cuối cùng đó là gì ạ? Hành động rồi thì dĩ nhiên trong quá trình hành động theo các anh chị nó sẽ xảy ra những cái vấn đề gì ạ? Một, đó là có kết quả hay còn gọi là hành động đúng. Có kết quả hay còn gọi là hành động mà đúng thì chắc chắn là có kết quả, đúng không anh chị? Kết quả dù ít hay nhiều thì vẫn có kết quả. Nhưng mà nếu chúng ta hành động chưa đúng thì cả anh chị cũng đừng có buồn. Tại bởi vì trong Amway nó không có sai hay là có đúng. Duy nhất môi trường Amway mới cho cả anh chị từ sai mà qua đúng. Những công việc truyền thống của anh chị bên ngoài đang làm, cả anh chị chỉ cần sai một ly thôi, cả anh chị sẽ đi một dặm. Cả anh chị mà chỉ cần ký, cả anh chị có chức vụ thôi, cả anh chị chỉ cần ký một chữ ký thôi, cả anh chị có thể phải trả giá của cả cuộc đời của anh chị nỗ lực 30 năm. Cả anh chị nỗ lực, cả anh chị nha. Nhưng mà trong Amway, cả anh chị có thể sai 1 đến 2 năm. Nhưng mà sai 1.000 lần, nhưng mà cả anh chị chỉ cần đúng 1 lần. Sai 1.000 lần, sai 100.000 lần, nhưng mà cả anh chị chỉ cần đúng 1 lần thôi là các anh chị sẽ thành công. Và thành công trong cuộc đời Amway chỉ cả các chị thành công một lần là thành công trọn đời các anh chị ạ. Cho nên là gì ạ?
Sai cái đúng không quan trọng, cái quan trọng đó là bạn hành động. Nếu như bạn không hành động thì chắc chắn đầu tiên là không có kết quả, đúng rồi, là không có kết quả rồi. Nhưng mà nếu như bạn hành không hành động thì bạn sẽ không có kinh nghiệm. Ở đây sai thì vẫn cho các anh chị đó là bài học và sự trải nghiệm, hay còn gọi là kinh nghiệm. Nhưng nếu các anh chị không hành động, sợ hãi không hành động, thì chắc chắn các anh chị sẽ không có bất cứ cái gì trong Amway. Đó là không có kết quả và cũng không có những cái trải nghiệm, những cái bài học trong Amway. Và các anh chị sẽ rời khỏi môi trường Amway ngay lập tức. Cho nên những cái người nào mà các anh chị chia sẻ về Amway ấy, họ nói rằng là tôi biết Amway 10 năm rồi, tôi biết Amway 5 năm rồi, trước đây người nhà tôi cũng làm Amway rồi, nhưng mà không thành công đâu. Là bởi vì sao ạ? Họ không làm đúng cái quy trình này. Họ không có hành động, họ cũng đi đại hội thành công nhưng mà họ không có hành động. Hoặc là họ hành động nhưng mà họ không học tập, họ không có người hướng dẫn, họ không có người thầy. Đúng không các anh chị? Và khi họ hành động rồi họ cũng biết họ hành động đã sai hay là đúng. Đấy, vậy thì gì? Chúng ta hành động, đã quyết định hành động thì chúng ta phải cam kết. Ở đây nghĩa không bắt buộc chúng ta cam kết với bất cứ ai ở bên ngoài, mà chúng ta cam kết với chính bản thân mình. Cam kết với chính bản thân mình. Các anh chị muốn thành công thì chúng ta phải cam kết với chính bản thân mình, bởi vì bản thân mình là người quan trọng nhất và giá trị thì bản thân mình được hưởng, đúng không chị? Rồi, vậy thì thất bại đó là do bạn chưa hành động, đơn giản vậy thôi. Những người thất bại, những người bỏ cuộc trong Amway, đó là những người không dám hành động. Những người chưa hành động, những người không dám hành động. Và đó là, các anh chị nhớ chưa? Các anh chị nốt lại hết tất cả những cái này và các anh chị làm theo bốn cái mục này, làm theo cái vòng tròn này. Đảm bảo với các anh chị, đây là phương hướng của các anh chị. Và nếu như các anh chị làm như thế này thì đúng giống như là cái tư tưởng của thầy các anh chị nha. Rồi, chúng ta sẽ xem này. Đấy, cái quan trọng ở đây Nghĩa muốn nhắc tới cả hệ thống luôn, các lãnh đạo cũng như những người mới, những người tuyến trên, tuyến dưới, những người tuyến bàn. Ở đây muốn thành công thì các anh chị phải thuộc về một đội nhóm nào đó. Đảm bảo với các anh chị luôn, muốn thành công các anh chị phải thuộc về một đội nhóm nào đó, phải thuộc về một hệ thống nào đó. Và khi thuộc về một đội nhóm, một hệ thống thì chúng ta phải điều gì các anh chị? Điều gì quan trọng nhất các anh chị? Các anh chị nào mà gõ được đúng chat ở trên không chat thì Nghĩa sẽ cho các anh chị một phần quà. Cái điều mà Nghĩa muốn nói với các anh chị tối ngày hôm nay ở đây là cái điều gì? Nếu như các anh chị nói đúng, các anh chị là trả lời đúng thì Nghĩa sẽ nói ban tổ chức gửi tặng các anh chị một phần quà các anh chị nhé. Rồi các anh chị comment đi ạ. Điều mà Nghĩa muốn nói với các anh chị sắp tới đây là điều gì ạ? Trời ơi, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Bao nhiêu anh chị còn lại có comment được không ạ? Comment cho Nghĩa đi ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị ha. Wow, hai Nghĩa quá giờ rồi. Rồi. Các anh chị tiếp tục comment đi ạ. Tiếp tục comment. Amway không có sai nha, không có sai đúng nha. Amway không có sai đúng, chỉ sợ không hành động mà thôi. Amway không có sợ người ta từ chối, chỉ sợ là mình không chưa nói hết, chưa nói hết những gì mình cần nói mà thôi. Amway đừng sợ người ta từ chối, đừng sợ người ta không làm, mà chỉ sợ rằng mình chưa nói với họ tròn câu, chưa nói với họ những gì mà mình cần nói. Tức là điều kiện để thành công có nghĩa là mình phải nói những gì mình cần nói với họ. Mình cần chia sẻ những gì mình chia sẻ với họ. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Ở trong cái thông điệp này thì Nghĩa muốn nói với tất cả các anh chị, đó là sự đoàn kết các anh chị ạ. Hồi nãy Nghĩa có thấy một vài comment của các anh chị ở trên đó, đó là đoàn kết các anh chị nha. Với một cái tinh thần đoàn kết, các anh chị biết nghe câu chuyện bỏ đũa không ạ? Các anh chị thấy câu chuyện bỏ đũa không ạ? Nếu như một chiếc đũa thì có thể bàn có thể bị bẻ gãy ở bất cứ lúc nào, nhưng mà nếu như một bó đũa thì có dễ để bẻ gãy nó không ạ? Không dễ dàng để bẻ gãy. Trong Amway cũng thế, chúng ta mà đi chiến đấu một mình, chúng ta mà không có sự đoàn kết ở đây thì chúng ta sẽ bị quân thù đánh tan, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bị quân thù đánh tan. Cho nên ở bất cứ ở là tuyến bàn, tuyến ngang, tuyến trên hay tuyến dưới, bàn là ai, bàn là người mới, là người vụ, Nghĩa muốn gửi tới cả chị là những lãnh đạo trong này, chúng ta hãy đoàn kết với nhau, xây dựng một đội nhóm mạnh, một hệ thống mạnh. Chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh. Và ở đây chúng ta phải đoàn kết từ tâm của chúng ta các anh chị nhé, đoàn kết từ trong tâm của chúng ta. Đấy là một trong những cái giá trị, một trong những cái giá trị cốt lõi, một trong những cái điều kiện mà để giúp chúng ta tiến xa hơn. Ở trong này nói rằng là gì ạ?
muốn đi nhanh thì đi một mình, và muốn đi xa nữa thì chúng ta phải đi cùng nhau. Và ngày hôm nay bao nhiêu anh chị cam kết, ngày hôm nay cam kết rằng mình là một người đoàn kết từ chính nội tâm của chúng ta, đoàn kết và liêm chính từ chính nội tâm của chúng ta, thì hãy comment lên trong địa điện, đúng không ạ? Rồi, sự đoàn kết ở trong này, đoàn kết chân thành, đập tan sự ích kỷ, xóa bỏ sự ích kỷ các anh chị, đập tan sự ích kỷ. Hãy đoàn kết cùng dắt tay nhau đi làm hội nghị gia đình. Lãnh đạo đi làm hội nghị gia đình là cùng dẫn thêm tuyến dưới đi làm. Đi khai phá thị trường là dẫn tuyến dưới đi làm, dẫn đối tác đi làm, để chúng ta mượn thị trường, để chúng ta mượn sức. Đừng có sợ người ta lấn chiếm thị trường, đừng sợ người ta chiếm lĩnh thị trường. Bởi vì nếu bạn làm một mình, bạn sẽ bị cô độc, bạn không có sức để mượn. Và lãnh đạo đi làm thị trường xa, dẫn đối tác, dẫn tuyến trên, dẫn tuyến dưới đi làm. Và tới đâu đó làm thì hãy liên hệ với tuyến ngang của chúng ta để mượn sức. Và trước khi mượn sức thì mình phải là người cống hiến, mình là phải người phụng sự, mình phải là người cho đi trước, thì khi đó mình mới mượn được. Mình phải là người hy sinh trước thì mình mới nhận được, đúng không ạ? Trước khi nhận thì bạn hãy cho. Trước khi nhận thì bạn hãy cho các anh chị nha. Tuyệt vời các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị. Đấy là những cái thông điệp mà Nghĩa muốn gửi tới tất cả chúng ta. Ở đây chúng ta xem này, cái hình này này, chúng ta hãy xem nha. Đấy, ở đây chúng ta có thể đoán được cái ý tưởng này là gì đúng không ạ? Chúng ta có thể đoán được ý tưởng này là gì đúng không anh chị? Ý tưởng mà Nghĩa sắp nói với các anh chị là gì ạ? Bao nhiêu anh chị có thể đoán được ý tưởng chúng ta sẽ được nhận quà nữa đấy ạ? À, đây, ý tưởng này rất hay các anh chị. À, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của chúng ta, đây là một cái thế giới nó rộng lớn như thế các anh chị. Một thế giới rộng lớn bao la như vậy. À, chúng ta hợp tác được với nhau, đoàn kết được với nhau. Chúng ta là những mảnh ghép của cái vũ trụ này, những mảnh ghép của thế giới này. Và mỗi mảnh ghép không bao giờ giống nhau đâu các anh chị. Thì có người này, có người sẽ có tính cách như thế này, sẽ có người có tính cách khác, có người sẽ có cái sở thích này, có người sẽ có sở thích khác, có người sẽ khó chịu và cũng có người sẽ dễ chịu. Có người năng lượng tích cực thì cũng có người đâu đó năng lượng chưa tích cực, là bởi vì ở cái môi trường bên ngoài họ bị áp lực quá. Nhưng mà khi chúng ta đã chấp nhận với nhau thì chúng ta phải chấp nhận nhau. Cái tình yêu lớn nhất đó là chấp nhận nhau, thì chúng ta hãy đôi lúc chúng ta hãy chấp nhận những cái xấu của nhau, những cái chưa tốt của nhau, những cái vui buồn của nhau, những cái tính cách khó chịu của nhau, để chúng ta ghép lại trở thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và nếu chúng ta biết sử dụng những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của nhau nha. Vậy thì ở trong chúng ta có nhiều người là ưu điểm nhiều này, có nhiều người là ưu điểm ít, khuyết điểm nhiều. Nhưng mà không ai không có ưu điểm hết các anh chị. Dù bạn có 90% ưu điểm thì bạn vẫn không thể hoàn hảo được, bạn cũng vẫn sẽ có một cái khuyết điểm ở trong đó. Nhưng mà có nhiều người họ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà ở đâu đó họ cũng có một cái ưu điểm, một cái điều tốt của họ. Thì chúng ta hãy kết hợp lại với nhau, hãy sử dụng những cái ưu điểm của nhau để tạo thành, ghép lại thành bằng một cái tình yêu thương, một trái tim, bằng cái tâm lớn của bạn. Ở đây Nghĩa muốn nói là cái tâm hoặc là trái tim của chúng ta. Đấy, ở đây là tâm của bạn lớn bao nhiêu thì thế giới của bạn lớn bấy nhiêu. Tâm lớn bao nhiêu thì thế giới lớn bấy nhiêu các anh chị. Và chúng ta hãy là biển, chúng ta đừng có là núi. Chúng ta hãy biển để chúng ta đón nhận tất cả mọi thứ các anh chị. Các anh chị thấy biển đúng không ạ? Nước biển có rồng lớn đúng không ạ? Biển thì rồng lớn bao la, và chính sự rồng lớn của biển, chính cái tâm rồng lớn của biển, thì cho nên là những cái rác thải ở bên ngoài các anh chị này, những cái rác rưởi ở bên ngoài, những cái gì mà gọi là xấu xa nhất của xã hội, nó đã được gì ạ? Đổ về biển hết đúng không anh chị? Nhưng mà biển đón nhận hết, biển đón nhận hết, xử lý hết. Cuối cùng biển là gì ạ? Rất là trong trẻo. Và đó là tình yêu thương lớn nhất, đó là cái tâm lớn như biển cả. Thì chúng ta sẽ có một đội nhóm, sẽ có một cái kết quả lớn đúng không anh chị? Rồi, ở đây một cái thông điệp cuối cùng Nghĩa muốn nhắc tới các anh chị. Chúng ta muốn trở thành ai? Chúng ta muốn vị trí nào? Chúng ta chỉ cần gì ạ? Khi chúng ta thay đổi vị trí, khi chúng ta thay đổi ở trong cái thông điệp mà cuối cùng này, đấy là một cái vũ trụ bao la các anh chị nha. Vậy thì chỉ cần chúng ta thay đổi thì vũ trụ sẽ sắp xếp lại vị trí của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thay đổi
thì vũ trụ sẽ sắp xếp lại vị trí của chúng ta cả chị. Vậy thì ở đây, trước đây chúng ta ở vị trí nào nó không quan trọng, bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi thôi. Thay đổi, trước đây chúng ta khó chịu thì chúng ta bây giờ trở thành chịu khó. Trước đây chúng ta chưa cười, chưa vui thì bây giờ chúng ta vui vẻ. Hay chúng ta trước đây hay làm lớn chuyện thì bây giờ chúng ta làm chuyện lớn. Đừng có làm lớn chuyện mà hãy làm chuyện lớn. Và hãy đơn giản hóa, đơn giản, biến phức tạp thành đơn giản. Và Amway chỉ cần làm những việc đơn giản và làm lặp đi lặp lại nhiều lần thì chắc chắn sẽ thành công. Ở đây, chúng ta muốn trở thành ai thì chúng ta đừng, chúng ta muốn là ai thì chúng ta không trở thành bất kỳ ai. Chúng ta không là ai thì chúng ta trở thành bất kỳ ai. Xin lỗi các anh chị, chúng ta không là ai thì chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai. Và khi chúng ta không là ai thì khi đó chúng ta mới thay đổi được. Còn chúng ta là ai đó, chúng ta cái tôi còn cao này, chúng ta còn là tôi biết rồi này, chúng ta còn chỉ trích này, chúng ta còn còn ganh ghét này, chúng ta còn ganh tị, còn chúng ta còn ích kỷ, thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành được ai đâu. Chúng ta vẫn là tôi là thế này, tôi là trưởng phòng, tôi là giám đốc, tôi là thế này thế khác, thì tôi có bằng đại học này, tôi có 2-3 bằng đại học, tôi là tiến sĩ, là giáo sư, vân vân đi chăng nữa, thì chúng ta chỉ vẫn ở đó mà thôi. Vậy thì hãy thay đổi để chúng ta có được một vị trí mới, và chúng ta đặt mình vì chúng ta muốn trở thành người có giá trị thì chúng ta phải chúng ta muốn trở thành trị giá thì chúng ta phải thay đổi vị trí của chúng ta. Đấy là những thông điệp cuối cùng mà Nghĩa muốn gửi tới các anh chị ha. Và cuối cùng thì cảm ơn tất cả quý anh chị có mặt trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, và chúc tất cả quý anh chị chúng ta cùng chiến thắng, cùng thành công. Chúc quý anh chị có một đêm thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.